Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần siết ta theo thời gian, sợ mất em. Đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em đều như vậy. Vậy muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần cái cất đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xa. Hôm nay là 23 giờ 24 phút ngày mùng 4 Tết. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như thế. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Mà có lẽ cần một cái cất đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đừng về chưa đông đã sáng. Có bàn tay chở che em này cái cất đầu cho trắng sáng sâu nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có được nhau phải đâu dễ dàng. Có lẽ cần một cái cất đầu xin cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã xa. Có bàn tay chở che em này cái cất đầu chỉ trắng sáng sâu nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Cái gì vậy?